Đến thời điểm này thì Huy còn hai sự lựa chọn là hai dòng nhạc, đó là nhạc trẻ và nhạc dân ca. Ở đêm thi thứ ba thì Huy lựa chọn một ca khúc nhạc trẻ để thể hiện bản thân mình, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thu Trang, ca khúc Trốn Tình. Huy mong với ca khúc này thể hiện sự trẻ trung với giọng hát mãnh liệt của mình. Cho nhau nụ hôn đắm say, cho nhau nụ hôn tình yêu đầu, yêu thương đam mê nồng cháy khát khao, con tim bừng lên ngọn lửa cháy, cháy lên tình yêu thuở nào còn đây, đắm say mối tình ước vọng ngày nào khát khao, chiếc hôn ấm nồng ngọn nào cháy lên ngọn lửa sáng tình yêu mới để giọt nước mắt đã mãi. Bờ mi buồn cố xóa đi những ngày tháng vẫn vương trong thời gian sâu hết những phút giây êm đềm tình yêu còn vẫn đang say mà sao người đã đổi thay nụ hôn nồng cháy vẫn đây mà giờ người đã cách xa để lòng này ta buồn hôn ta sâu và nhớ hoài buồn vui còn đó với những cho nhau nụ hôn đắm say, cho nhau nụ hôn tình yêu nào, yêu thương đam mê nồng cháy khát khao, con tim bừng lên ngọn lửa cháy, cháy lên tình yêu thuở nào còn đây, đắm say mối tình ước vọng ngày nào khát khao, chiếc hôn ấm nồng ngọt ngào cháy lên ngọn lửa sáng tình yêu mới để giọt nước mắt đã mãi rơi bờ mi. Hà Nội với một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thu Trang được mang tên Trốn Tình với phần hỗ trợ của nhóm múa, và bây giờ sẽ là phần đánh giá của ban giám khảo. Xin mời. Huy hôm nay diễn rất là sinh động. Xin chúc mừng em. Cảm ơn chị ạ. Và hôm nay mặc bộ quần áo rất là hớp hồn đấy nhá. Chị nghĩ rằng là Huy cũng rất là biết làm chủ cái sân khấu. Nhưng mà chị thấy cái tình yêu đầu Huy đau đớn quá. Chúc mừng em đã rất là nghiêm túc
để hát hoàn thành cái bài hát Trốn Tình của mình. Chị thì chị có một cái nhận xét là cả cái bài hát của Huy thì Huy chính cái sự chuyển động quá nhiều của Huy thành ra là Huy không tạo được cái điểm trung tâm. Khi mình hát một cái bài hát bao giờ cũng phải có cái đỉnh điểm để mà mình đẩy cao, để cái cao trào của bài hát lên, thì cả một cái bài hát thì của Huy chưa tìm được cái chỗ nào nó tác động đến cái đỉnh điểm của bài hát. Và thứ hai là Huy có một cái nhược điểm, chị để ý từ mấy lần trước ta là Huy hát nó bị các cái chữ nó bị nhai, nó bị nhằng vào nhau quá, và đó là cái điểm là hát không rõ lời. Thế chị nghĩ rằng là ở những cái phần thi tiếp theo thì em hát rõ lời hơn, và ở những cái phần cao của Huy chị nghĩ rằng là phải cột chặt cái hơi thở của mình nữa để những cái nốt cao của mình nó được dài và nó dày dặn hơn nữa. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn. Riêng chị thì hôm nay chị lại rất khen Huy về cách xử lý bài hát. Em rất tiến bộ. Chị có nhớ lần trước chị có nhận xét về em về cách xử lý bài hát, thì hôm nay chị cảm giác em làm rất vừa phải từ đầu đến cuối. Nó đấy, khi mà mình đã xử lý rất là đẹp bài hát thì sẽ tạo cho người nghe cái sự thuyết phục. Đối với chị Hương thì hôm nay chị lại không thích cái bộ trang phục này vì nó làm em khó di chuyển quá, mà em lại muốn di chuyển rất là nhiều. Tuy nhiên thì chị cũng nói lại là chị lại thích cái phần biểu diễn của em trong ngày hôm nay hơn là lần trước. Em cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn những ý kiến của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Lê Quang Huy. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 18,90. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,90. Và nhạc sĩ Việt Anh 19,20. Thưa quý vị, nếu yêu thích phần biểu diễn của thí sinh Lê Quang Huy thì hãy soạn tin nhắn THTH khoảng cách 08 gửi về 8483. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo.